Theo chúng tôi thì Thái Lan hàng công mạnh hàng thủ. Và đây là trận đấu chúng ta có thể đá theo cách vẫn gọi là dễ đá hơn so với khi gặp Indonesia cũng như Singapore. Có thể cố gắng thủ chắc và chờ cơ hội để phản công. Bởi vì Thái Lan là đội bóng không chơi lai dai, họ áp đặt hoặc là chơi đối công. Chúng ta vừa thấy hình ảnh của hội cổ động viên Việt Nam Golden Star, những người đã bay sang Philippines vào đêm ngày hôm qua để sát cánh cùng các tuyển thủ U22. Văn Toản đã có trận đấu tốt khi gặp Singapore và xứng đáng bắt chính ở trận đấu ngày hôm nay. Người đang lĩnh sướng cho hội cổ động viên Việt Nam Golden Star là nữ cổ động viên lâu năm Hoàng Yến. Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 1, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ của bạn. 3 trận đấu cuối ở bảng B chiều hôm nay diễn ra cùng giờ. Bóng đều lăn lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Indonesia gặp Lào và Singapore gặp Brunei. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền ra biên của Việt Hưng. Ở bảng A bóng đá nam lúc này các trận đấu đã kết thúc. Myanmar dẫn đầu bảng. Đội bóng xếp thứ hai bảng A là Campuchia. Campuchia trong buổi chiều ngày hôm qua đã thắng Malaysia 3-1. Trong đó Philippines ở những phút vừa giờ đã để Timor Leste ghi được một bàn. Philippines thắng chung cuộc 6-1. 6-1 là tỷ số vừa đủ để Philippines bị loại và Campuchia bất ngờ vào bán kết. U22 Việt Nam nếu dẫn đầu ở bảng B sẽ gặp Campuchia trong trận bán kết thứ hai diễn ra sau đây 2 ngày. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tổ chức phối hợp ở bên cánh trái. Sau 2 trận đấu trên sân Rizal Memorial thì ngày hôm nay Việt Nam trở lại với sân Binan, nơi chúng ta đã thắng đậm Lào và Brunei. Đường chuyền rất chính xác. Bóng được chuyền vào cho Tiến Linh. Trận đấu gặp Indonesia, Tiến Linh đá chính. Đến trận gặp Singapore là Hà Đức Trinh và hôm nay lại là Tiến Linh. Một sự luân phiên sử dụng trung vong hợp lý của ông Park Hang-seo. Pha tranh bóng của Đỗ Hùng Dũng. Đây là Việt Hưng. Trong 3 trung vệ của Việt Nam, Thành Trung đá ở giữa, Tấn Sinh bên phải, Đoàn Văn Hậu ở cánh trái. Triệu Việt Hưng. Cầu thủ Việt Nam đang chơi lấn sân. Đây là trận đấu Việt Nam chỉ cần hòa là dễ đầu bảng, tuy nhiên nhập cuộc chủ động là điều cần làm trước Thái Lan. Đặc biệt khi chúng ta đã có một đà tâm lý rất thuận lợi. Hồi đầu năm đã thắng các cầu thủ Thái Lan bằng tuổi với tỷ số 4-0. Giống như Việt Nam lúc này, Thái Lan cũng có trong đội hình của U22 những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia. Pha phạm lỗi. Trọng Hoàng dốc biên ở bên cánh trái và va chạm với Anon.
Trong cách chơi của U20 Việt Nam thì chúng ta có thể luân phiên giữa hai sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và 3-5-2. Hết sức nguy hiểm. Lối bất ngờ của thủ môn Văn Toàn. Thái Lan bất ngờ dẫn trước 1-0. Như vậy là giống như trận đấu gặp Indonesia, Việt Nam bất ngờ để thua. Bàn thua có thể nói là lãng xẹt, rất bất ngờ và hết sức đáng tiếc. Văn Toàn là một thủ môn chơi chân tốt và vừa rồi có lẽ anh đã quá tự tin. Văn Toàn đá lên ngay và đúng vị trí của Supachai. Pha ghi bàn thuộc loại dễ nhất trong sự nghiệp của số 9 Thái Lan. Thêm một lần Việt Nam bị dẫn bàn ở giải đấu lần này. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian và thực ra nếu thua 0-1, Việt Nam vẫn đi tiếp. Điều mà chúng ta hy vọng là các tuyển thủ bình tĩnh giống như hai trận đấu trước. Hiệp 1 đá khó khăn nhưng hiệp 2 chơi bùng nổ. Supachai là cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ khi gặp Việt Nam tại sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên ở đây Thái Lan đã cố gắng xóa thẻ cho anh để Supachai có mặt từ đầu ở vòng bảng châu Á diễn ra vào Thái Lan tháng 1 năm sau. Hồ Tấn Tài. Mặt sân lúc này rất trơn. Chúng ta hãy coi bàn thua vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi. Và bây giờ sẽ cùng nhau tiến lên. Việt Hưng đá phạt góc. Không vào. Điểm cắt ở phía cột gần. Trong trận đấu với Singapore, Việt Hưng đá phạt góc về phía cột xa. Và Đoàn Văn Hậu là người thường xuyên có mặt ở góc vuông 5m50 đánh đầu chiến thuật. Từ một tình huống như vậy, Hà Đức Chinh đã ghi bàn. Lần này là Đỗ Hùng Dũng. Đánh đầu. Pha phản công của Thái Lan. Suphanat, cầu thủ trẻ nhất của Thái Lan mới 17 tuổi. Anon. Bisarut. Đây là trận đấu mà Thái Lan chỉ có thể đi tiếp nếu thắng hai bàn cách biệt. Dưới thời Hồng Bang Sơ thì các đội bóng của Việt Nam luôn chơi kiên cường, tinh thần rất tốt. Không cần biết tỷ số đang là bao nhiêu và đối thủ là ai, vẫn đá tỉnh táo, giữ được đường nét. Thirathon. Pha phóng lên của Hồ Tấn Tài. Tình huống phản đoán tốt của Thanh Trung. Đường chuyền lên của Thanh Thịnh. Chát trai. Uy Sarut. Thirathon. Pha bóng rất nỗ lực của Hồ Tấn Tài.
Trong tình thế này thì mặc dù đang bị dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam vẫn có thể đá thấp một cách chủ động. Hy vọng rằng thủ môn 19 tuổi Văn Toản sau sai lầm vừa rồi sẽ vẫn vững vàng, không gặp phải vấn đề về tâm lý. Lúc này phía trước Văn Toản là ba trung vệ rất cứng, Đoàn Văn Hậu, Thành Trung và Tấn Sinh. Đưa bóng rất hay. Subhachai. Subhachai thường xuyên đá cao nhất tràng công của Thái Lan. Thủ môn U22 Thái Lan Muang Kamlon hiện nay đang bắt cho câu lạc bộ Chiang Rai. Đội bóng mới đây đã vô địch Thái Lan. Chiang Rai lần đầu đăng quang. Hết sức nguy hiểm, Văn Toản bắn ra. Tỷ số đã là 2-0 cho Thái Lan. Phút thứ 11 và Thái Lan đã dẫn 2-0. Vẫn là những sai lầm ở hàng phòng ngự. Hết sức bất ngờ. Đây là tình huống thủ môn Văn Toản đã băng ra. Tuy nhiên không thể bắt dính bóng. Và đội bạn đã nhanh chân đá bóng vào cầu môn đã không còn thủ môn. Người đã ghi bàn là Suvanat, cầu thủ 17 tuổi. Suvanat đã có bàn thắng thứ 5 ở SEA Games 30. Bây giờ là thời điểm các cầu thủ Việt Nam cần phải chơi chủ động rồi. Bởi vì 2-0 có nghĩa là chúng ta bị loại. Indonesia đang dẫn Lào 1-0 trong trận đấu cùng giờ. Có thể nói bàn thắng vừa rồi của Thái Lan cũng chỉ là một tai nạn của Việt Nam trong khâu phòng ngự. Khi mà chúng tôi chưa kịp bình luận rằng có vẻ như Việt Nam muốn tạo bất ngờ khi xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Trọng Hoàng được đẩy lên đá cao, thường xuyên thi đấu gần với Tiến Linh, thì chúng ta đã mắc tai nạn và thua 2 bàn. Bóng đá trẻ thật sự là mong manh, rất khó nói trước. Lần đầu tiên dưới thời ông Park Seo, Việt Nam bị dẫn 2 bàn trước đối thủ Đông Nam Á. Hồ Tấn Tài. Pha phá bóng của Đoàn Văn Hậu. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Thidathon. Việt Hưng. Pha phạm lỗi của Peter Watt. Ở siêu lần này Thái Lan quyết định không bổ sung cầu thủ quá tuổi để dành cơ hội chui rèn cho cao thủ U22 chuẩn bị cho giải U23 châu Á trên sân nhà. Pha bóng cứng rắn của Pinawat, cầu thủ đang chơi cho Buriram United, đội bóng mà Xuân Trường của Việt Nam từng thi đấu.
Hoàng Đức, Việt Hưng, Thành Thịnh chuyển vào, đánh đầu vào, đúng là bàn thắng rồi, bàn thắng hợp lệ của Tiến Linh, tỷ số đã rút ngắn xuống 1-2. Bóng được chuyền vào rất chính xác từ Thanh Thịnh. Xin chúc mừng Tiến Linh và đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng thứ tư của Tiến Linh ở SEA Games 30. Như chúng tôi đã phân tích, hàng công của Thái Lan sắc sảo nhưng hàng thủ của họ chúng ta dễ khai thác nếu có được sự liên lạc giữa tiền vệ và tiền đạo. Bóng được chuyền rất tốt vào giữa các trung vệ. Và Tiến Linh đã có cơ hội chứng tỏ pha bóng sở trường của mình. Tỷ số này đang có lợi cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên cũng hy vọng từ lúc này toàn đội sẽ bắt được nhịp. Đặc biệt là vị trí thủ môn sẽ tự tin hơn. Chỉ cần hòa là Việt Nam dẫn đầu bảng. Đường chuyền lên của Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng. Hồ Tấn Tài. Tấn Tài. Bóng được chuyển lên cho Tiến Linh. Thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo và trơn trượt như thế này thì những tiền đạo có khả năng cản lướt như Tiến Linh sẽ phát huy được rất nhiều. Theo cảm nhận của chúng tôi thì đầu giải, huấn luyện Park Seo rất muốn xây dựng cho U22 một lối chơi nhiều nhịp và có những miếng đánh đa dạng, thậm chí là nếu cần cầu kỳ. Tuy nhiên điều này rất khó thực hiện khi đá trên mặt cỏ nhân tạo và lại trơn trượt do ảnh hưởng của siêu bão. Với những gì đã diễn ra thì có thể nói chúng ta có thể coi đây là trận đấu có thể lấy tấn công bù đắp cho phòng ngự. Hà Đức Chinh vào sân. Hà Đức Chinh vào sân thay cho Hồ Tấn Tài. Huấn luyện viên Park Seo thay người rất sớm để mang lại sự chủ động. Chúng ta đá với hai trung vong thật sự. Như chúng tôi đã phân tích thì với thế trận này, với những con người này, có thể lấy tấn công làm phòng ngự và có lẽ ông Park Seo cũng nghĩ như vậy. Saringkan. Trọng Hoàng đã được trả về cánh phải. Sẽ thực sự là sơ đồ chiến thuật 3-5-2 ngay từ lúc này. Và có lẽ đó là một sơ đồ phù hợp hơn với điều kiện sân bãi như thế này. Chúng ta sẽ có hai tiền đạo có thể can lướt, có thể phá sức hậu vệ đội bạn. Tuy nhiên hàng thủ vẫn phải hết sức cảnh giác. Văn Toản ôm được bóng. Hy vọng là sau pha xử lý thành công vừa rồi, Văn Toản sẽ lên tinh thần. Đường chuyền của Văn Hậu. Việt Hưng. Triệu Việt Hưng.
Đúng không Dũng? Đoàn Văn Hậu. Ném biên cho U22 Thái Lan. Đến thời điểm này của giải đấu thì có thể nói cầu thủ trẻ Thái Lan không thể hiện được nhiều. Trận đấu gặp Lào họ rất vất vả. Đến phút thứ 90 mới có thể mở tỷ số. Cả hai bàn thắng của Thái Lan vào lưới Lào đều do công của Suphanat. Sarinkan. Nếu xét về tiếng tăm và bảng thành tích thì Nishino hơn huấn luyện viên Vang Sơ. Ông Nishino năm nay 64 tuổi, hơn Vang Sơ 4 tuổi. Ông từng dẫn dắt các đội U20, U23 và đội tuyển quốc gia Nhật Bản thi đấu tại World Cup 2018. Nishino từng làm việc với hàng loạt câu lạc bộ nổi tiếng của G-League như là Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Nagoya Grampus và Vincent Kobe. Suphanat, Subhachai. Pha xử lý an toàn, đó là Thành Trung. Wisarut. Thirathon. Thanh Thịnh. Sau bàn thắng của Tiến Linh thì Thái Lan đã không còn dám chủ động lên nữa. Tiến Linh sút bóng, cú đá của Hoàng Đức. Đến lúc này Việt Nam đã có 9 vị trí bàn ở SEA Games 30. Hoàng Đức là một trong 7 cầu thủ đã ghi được một bàn thắng. Cú ná Đại Bác ngoài vòng cấm vào lưới Indonesia. Trước lượt trận ngày hôm nay thì ở bảng B, Hà Đức Trinh và Usman Dohay của Indonesia là những người đã có được 5 bàn thắng. Hai cầu thủ đang dẫn đầu sẽ ghi bàn ở SEA Games 30. Cho đến điểm này thì Suphanat của Thái Lan cũng đã có được 5 bàn, bằng với Hà Đức Trinh và Usman Dohay. Tiến Linh. Có một điều rất tốt là Đức Trình đã có phong độ ổn định trở lại sau những tháng bất ổn. Và những trận gần đây thì ông Vang Sơ có thể sử dụng cả hai tiền đạo Đức Trình và Tiến Linh. Wisarut. Trọng Hoàng. Và cắt mặt của Đức Trinh. Bóng đi quá sâu. Thi đấu trong điều kiện
mặt cỏ nhân tạo khó phát huy những pha phược. Thì đội Việt Nam tại SEAM lần này có một vũ khí, đó là những pha không chiến. U22 Việt Nam lúc này có những cầu thủ to cao và đặc biệt là những cầu thủ thuận chân trái cũng khá nhiều để tạo ra những đường bóng khó lường. Saringan, Wisarut, pha xử lý gọn gàng của Văn Toản. Tấn Sinh, Wisarut, Saringan, Chachai, ở vòng bảng của SEAM lần này Thái Lan chủ yếu thi đấu với số chiến thuật 4-4-2 hoặc là 4-3-3. Đội trưởng Suvachok đang thi đấu ở vị trí tiền vệ giữa. Trong màu áo đội tuyển, Suvachok thường xuyên đá cánh. Anon, Hà Đức Chinh, với cách chơi của mình thì Đức Chinh có thể đá lùi hơn Tiến Linh khi cần thiết. Đức Chinh cũng có thể dạt biên một cách rõ ràng hơn. Thành Trung, Tấn Sinh, Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu đều có thể hỗ trợ tấn công. Trọng Hoàng, đó là một pha ném biên sai luật. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cước số VEC, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30. Thái Lan lúc này vẫn đang dẫn 2-1. Các bàn thắng do công của Suvachai và Suvanat sau những lỗi bắt bóng của thủ môn Văn Toản. Tiến Linh là người gỡ lại một bàn cho Việt Nam, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tiến Linh đánh đầu gọn gàng sau đường chuyền từ cánh trái chính xác của Thanh Thích. Hirathon, Suvachok, trận đấu vẫn tiếp tục. Đường chuyền của Tấn Sinh quá sâu. Có thể nói bàn thắng của Tiến Linh đến vào thời điểm hết sức quan trọng. Trong lúc mà cầu thủ Việt Nam đang có những bối rối sau những tai nạn của Văn Toản, thì Tiến Linh lập tức đưa trận đấu trở về theo chiều hướng có lợi cho Việt Nam. Suvanat, Suvachai,
trọng tài đã thừa phạt Supachai. Đó là một pha phối hợp mà chúng ta phải rất cảnh giác. Supachai đúng là đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Hiện nay trọng lượng của Đoàn Văn Hậu đã là 81 kg, chứ không phải là 70 kg theo như thông số của ban tổ chức SEA Games. Đoàn Văn Hậu đã dày người hơn trong giai đoạn sang Hà Lan. Chế độ ăn uống và tập luyện theo kiểu châu Âu, và Đoàn Văn Hậu lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đã giúp cho anh phát triển rất nhanh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang có đường sự chủ động cần thiết và tỷ số cũng đang có lợi cho Việt Nam. Hà Đức Chinh phạm lỗi. Hà Đức Chinh là người đã mở tỷ số ở trận đấu Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 3 năm nay. Pha can thiệp của Đoàn Văn Hậu. Việt Hưng để mất bóng. Supachai. Hà Đức Chinh. Tình huống 3-5. Đường chuyền nhẹ và không đủ cao. Lỗi của Việt Hưng. Sarinkan, Thirathon, pha phạm lỗi. Ở trận đấu gặp Việt Nam trên sân nhà hồi tháng 9, Suvachok đã chơi rất tốt trong vai trò mũi tấn công bên cánh trái. Anon sẽ đá quả phạt này. Anon là cầu thủ của Bangkok United. Hết sức nguy hiểm. Hậu vệ chúng ta đã phá được bóng. Wisarut. Chachai. Supachok. Chachai. Sarinkan. Supachok. Trong cách chơi của mình thì Supachok và Subanat có thể đảo chỗ cho nhau. Pha phản công. Thành Thịnh. Tình huống áp sát rất nhanh của Đỗ Hùng Dũng.
Saringan. Pirathon. Pha can thiệp kịp thời của Hoàng Đức. Thái Lan vẫn đang lấn sân, tuy nhiên Việt Nam bảo đảm một thế trận an toàn. Cầu thủ Việt Nam đã rất quen với cách đá này. Tuy nhiên đây là thời điểm mà chúng ta đều mong thủ môn Văn Toàn có được sự bình tĩnh. Với cách chơi này thì cả trung vệ và thủ môn đều phải vững. Thành Thịnh. Tấn Sinh. Việt Hưng. Hoàng Đức rất nỗ lực. Đường chuyền lên của Trọng Hoàng. Hà Đức Trinh rất nỗ lực. Hoàng Đức rất tiếc là cú đá quá nhẹ. Hà Đức Trinh đang bị đau. Đây là tình huống Hà Đức Trinh giành bóng quyết liệt với hậu vệ Thái Lan Saringan. Thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo trơn trượt, có thể có những phát sinh ngoài dự kiến. Các trận đấu tại SEA Games diễn ra với mật độ dày đặc, thường xuyên đá 2 ngày một trận. Cầu thủ chỉ được đăng ký 20 người. SEA Games lần này 100% các trận đấu diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo. Thực sự là những điều kiện rất nghiệt ngã với cầu thủ. Các trận đấu gặp Thái Lan bao giờ cũng chứa được ý nghĩa đặc biệt với huấn luyện viên Việt Nam. Đến bây giờ Việt Nam vẫn chưa thể thắng được Nga một trận nào tại đấu trường SEA Games. Và trong trận đấu ngày hôm nay, nếu như Việt Nam thắng ở Thái Lan thì đó sẽ là một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Cổ động viên luôn là tài sản vô giá của bóng đá Việt Nam. Và chúng ta cùng kỳ vọng các tuyển thủ sẽ có một ngày thi đấu thành công, sẽ có được chiến thắng. Việt Hưng. Đỗ Hùng Dũng. Phạt góc cho Việt Nam. Trong bối cảnh này thì những tình huống phạt góc là rất quý giá. Hậu vệ Thái Lan vẫn đang có những bất ổn và chúng ta đang cố gắng tìm cách khai thác. Những quả phạt góc của Việt Hưng có thể tạo ra nhiều điểm cắt.
Việt Hưng đánh đâu, đang có tình huống cao chân rất đáng tiếc. Trọng tài đã thổi phạt lỗi cao chân. Một tình huống mà Chát Trai theo sát Tiến Linh. Đội bóng xếp nhì ở bảng B sẽ gặp Myanmar, là đối thủ có đến 5 ngày nghỉ. Các đội bảng B lọt vào bán kết chỉ có 2 ngày nghỉ. Myanmar đã ngồi chờ từ lâu rồi. Đội Việt Nam nếu dẫn đầu bảng sẽ không phải gặp đối thủ Myanmar có đến 5 ngày nghỉ và sẽ gặp Campuchia. Suvanat. Pha cản phá kịp thời. Rất nhanh, vẫn còn Hoàng Đức. Hoàng Đức đi bóng xuống, đuối sức rồi. Tuy nhiên đã có một pha phạm lỗi. Thẻ vàng dành cho Isarut. Chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Hoàng Đức cố gắng để xâm nhập vòng cấm. Và đội bạn đã phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm, ngay sát vạch. Những tình huống như thế này rất quý giá khi chúng ta có nhiều cầu thủ có chiều cao. Và lúc này bóng bổng là một vũ khí mới của nó Việt Nam. Từ ngày hội nhập đến giờ chúng ta mới lại thấy bóng bổng là một vũ khí quan trọng. Tình huống này cầu thủ thuận chân trái có thể đá thẳng vào trong cũng được. Chúng ta hãy chờ xem các cầu thủ thực hiện thẳng quả phạt hay là phối hợp. Có thể coi đây là một cơ hội dành cho Việt Nam. Phút thứ 44 của trận đấu. Đã có thẻ vàng dành cho ban huấn luyện của đội Việt Nam. Hoàng Đức. Đỗ Hùng Dũng. Pha tung móc kịp thời. Thái Lan phản công. Rất hay, Hoàng Đức đã lùi về. Đội bàn phạm lỗi, đá phạt nhanh. Chuyền bóng, băng xuống. Pha băng ra kịp thời của thủ môn Hoàng Cam Nôn. Chát Trai.
pha can thiệp chủ động. Additional time. Đoàn Văn Hậu. 2 minutes. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. Đoàn Văn Hậu. Việt Hưng. Tấn Sinh. Quả phạt góc cho Việt Nam. Khi Việt Nam tăng tốc hoặc là có những pha bóng hóc hiểm thì Thái Lan ở hàng thủ đã bộc lộ sự bối rối. Chắc chắn là nếu mặt sân tốt thì Việt Nam có thể gây khó khăn cho Thái Lan nhiều hơn ở những pha tấn công. Vẫn là Việt Hưng đá phạt góc. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Pha bóng vất vả của thủ môn Nam Quang Non. Tình huống thực hiện quen thuộc của Việt Hưng và thủ môn Thái Lan đã can thiệp chủ động. Thêm một quả phạt góc cho Việt Nam. Một quả phạt góc nữa. Đỗ Hùng Dũng. Đánh đầu. Thủ môn đội bàn đã để bóng qua xa. Và đúng lúc này trọng tài người Bahrain Ali Ismail đã nổi còi khép lại hiệp 1. Những phút cuối hiệp 1 đội Việt Nam dồn ép liên tục tạo sóng gió về cầu môn của Mang Quang Non. Ở đầu trận đội Việt Nam đã khởi đầu có được nét, tuy nhiên những sai lầm cá nhân đã khiến chúng ta bị dẫn 2 bàn. Hiệp 2 đã bắt đầu. Pha ghi bàn của Tiến Linh giúp em tỷ số số 2 đến rất đúng thời điểm. Và ngay sau đó thì ông Ba Sơ đã tung tiếp trung vòng thứ 2 vào sân. Hà Đức Trinh vào sân. Hà Đức Trinh vào sân đã phát huy tốt khả năng can lướt, thường xuyên đeo bám hậu vệ đội bạn để gây áp lực. Văn Toàn. Thành Trung. Su Ba Chốc. Ngày hôm nay một tỷ số hòa là đủ để U20 Việt Nam dẫn đầu bảng B. Nếu dẫn đầu bảng B, Việt Nam sẽ gặp Campuchia tại bán kết. Từ đầu diễn ra sau đây 2 ngày. Đường chuyền lên của Thanh Thịnh. Hoàng Đức. Đức Chiến. Tất cả chúng ta đều hy vọng các thủ Việt Nam sẽ chơi hiệu quả trong hiệp 2, không chỉ gỡ hòa mà vượt lên chiến thắng. Đức Chiến vào sân thay cho Triệu Việt Hưng. Đức Chiến là cầu thủ đa năng. Lúc này vào sân Đức Chiến chơi vị trí tiền vệ trụ. Hoàng Đức. Ở đội Việt theo Đức Chiến có thể đá trung vệ, tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên.
Hà Đức Chinh, đường chuyền lên của Đỗ Hùng Dũng, không có ai. Tiến Linh chuyền bóng rất nhanh, Hà Đức Chinh, Thành Thịnh chuyền vào, Hoàng Đức. Thành Thịnh có thể chuyền vào từ cánh trái rất ổn định. Phạt góc cho Việt Nam. Với những cầu thủ chuyền bóng tốt và những cầu thủ to cao thì Việt Nam thời gian gần đây tạo sức ép rất tốt ở những pha không chiến. Và Văn Hậu, Việt Hưng đã rời sân và vừa rồi Văn Hậu thực hiện quả phạt góc. Đức Chiến, khoảng trống, thủ môn đội bàn Moang Gamnon đã băng ra bắt bóng kịp thời. Indonesia đang dẫn Lào với tỷ số 2-0. Trước lượt trận này, hiệu số bàn thắng thua của Indonesia là dương 11. Hiện nay họ đang có hiệu số dương 13. Trước sức ép của Việt Nam ở cuối hiệp 1 thì thủ môn đội Thái Lan Moang Gamnon đã tỏ ra khá vững vàng. Tấn Sinh, Đức Chiến, rất tiếc là không thể vừa với nhau. Thành Trung, Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đang đá giữa sân cùng với Đức Chiến. Với cách chơi này, Hùng Dũng có thể dâng cao thường xuyên hơn. Trọng Hoàng, Đức Chiến, không thể phối hợp. Thành Thịnh, Đoàn Văn Hậu, sút bóng, pha quàng chân đá ngay của Hà Đức Chinh, bóng vẫn trong sân. Hoàng Đức, bình tĩnh phối hợp. Suvachai, và đánh chặn chủ động của Đoàn Văn Hậu. Đá phạt cho Thái Lan. Ở hiệp 1 của trận đấu, Hà Đức Chinh sau hồi sân đã gây sức ép lớn với hậu vệ đội bạn. Hậu vệ Thái Lan không thể giành chân để có thể phối hợp tổ chức tấn công. Ném biên cho Việt Nam.
Đoàn Văn Hậu chuyền lên bằng chân phải. Trọng Hoàng hơi mạnh, không kịp. Thi đấu trên mặt sân trơn, có những sai số. Vì thế mà những tình huống bóng bổng của Việt Nam luôn rất quý giá. Anon, khoảng trống nguy hiểm. Văn Toàn đã bắt được bóng. Sau những tình huống sai lầm ở đầu trận thì Văn Toàn đã vững vàng hơn. Bắt tốc độ, rất nỗ lực. Đó là Đức Trinh. Đây là kỳ SEA Games mà Đức Trinh đã chơi với tinh thần tuyệt vời. Gây sức ép rất lớn với hàng phòng ngự của Thái Lan. Pha phá bóng của Pirawat. Pirawat đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Trọng Hoàng đội Việt Nam đã chuyển hẳn sang thi đấu với sơ chiến thuật 3-5-2. Ở hiệp 1 của trận đấu, Tiến Linh thường xuyên cắm ở giữa, Hà Đức Trinh di chuyển rộng hơn. Đá phạt cho Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng đá quả phạt này. Có thể sẽ là một pha chéo bóng sâu. Và Văn Hậu pha xử lý không tốt của Đoàn Văn Hậu. Cần phải làm đường tốt hơn ở phóng vừa rồi với trình độ của Đoàn Văn Hậu. Pha xử lý của Thanh Thịnh. Thành Trung ném biên cho Thái Lan. Trung vệ chát trai của câu lạc bộ Mường Thong đang bị đau.
những cổ động viên quen thuộc của bóng đá Thái Lan. Họ đã nhiều lần sang sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội Thái Lan. Trọng Hoàng ném biên. Thành Trung là người đã chặn đường bóng hướng về cầu môn. Pha cắt bóng chủ động của Tấn Sinh. Hoàng Đức. Hoàng Đức là cầu thủ nếu phát huy được khả năng sẽ thoát pressing rất hay. Subachai. Pirawat. Thái Lan đang đá với hai trung vệ là Chatchai và Sarinkan. Lúc này Thirathon và Pirawat vẫn là cặp hậu vệ biên của Thái Lan. Subachai. Ở tuyến giữa của Thái Lan, Wisarut là người thường xuyên đá thấp nhất. Thirathon. Subachok. Đường chuyền vào của Pirawat quá sâu. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình giữa số VC. Trận đấu ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30 giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan vẫn đang dẫn với tỷ số 2-1. 2-1 cũng là tỷ số hiệp 1 của trận đấu. Đây là trận đấu mà chỉ cần hòa Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng B. Thẻ vàng dành cho cầu thủ Thái Lan. Chatchai đã gác tay lên cổ của Hà Đức Chinh. Thẻ vàng dành cho Chatchai. Người đá phạt vẫn là Đỗ Hùng Dũng. Pha cản phá vất vả của thủ môn Hoàng Cam Nôn. Hoàng Cam Nôn đã hoạt động hiệu quả trong cầu môn của Thái Lan. Chatchai. Thái Lan cần phải thắng 2 bàn cách biệt mới có thể giành quyền đi tiếp. Thái Lan vẫn đang chơi có phần thận trọng, đề phòng những pha phản công của Việt Nam.
Pyramid. Pha cản phá của Đoàn Văn Hậu. Ở mùa giải V-League 2019, Văn Toản là thủ môn thay thế Đăng Văn Lâm trong thủ môn Hải Phòng. Văn Toản đã thi đấu nhiều ở lượt đi. Pirawat, Subhachai áp sát rất kịp thời. Hà Đức Trinh, Tiến Linh chuyền vào, có ai không? Rất tiếc là không có ai. Thái Lan phản công, tình huống 2-4. Rất may là Văn Toản đã bắt được bóng sau 2 nhịp. Pha dứt điểm của Suvanat. Thanh Thịnh, Pirawat, Trọng Hoàng, rất thoáng. Trọng Hoàng, Thái Lan thay người. Rời sân là Pirawat, vào sân là Sarayut. Thái Lan đã thay một người. Đến lúc này Việt Nam đã thay hai người. Cầu thủ mới vào sân của Thái Lan Sarayut đã ghi được một bàn thắng tại SEA Games lần này. Sarayut là cầu thủ của Buriam. Đây là phút thứ 11. Xin lỗi các bạn, phút thứ 22. Phút thứ 21. Hiệp 2 của trận đấu. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Sarayut, Chachai, Chachai, Sarayut, cho đến điểm này Thái Lan đã chuyển sang đá với 3 hậu vệ. Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh, Việt Vị, Sarayut. Sarayut đang đá bên phải thay cho Pirawat. Sarayut, Wisarut, Hoàng Đức,
rất kỹ thuật. Vẫn là Hoàng Đức. Tiến Linh. Tiến Linh đang ngã trong vòng cấm. Penalty. Trọng tài chỉ tay và chấm phạt đền. Pha đi bóng rất khó chịu dọc biên của Hoàng Đức. Anh tỉa bóng cho Tiến Linh. Và sau đó là một tình huống penalty. Cơ hội rất tốt để Việt Nam gỡ hòa 2-2. Hoàng Đức khi cầm được bóng và chơi có cảm hứng thì cách chơi của anh luôn gây cho đối phương rất nhiều sự khó chịu. Như chúng tôi đã phân tích, hậu vệ Thái Lan thường xuyên mắc sai lầm nên chúng ta có thể tăng tốc lên. Cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa 2-2. Tấn Sinh. Trung vệ Tấn Sinh là người đá phạt đền rất tốt. Không vào, đá bôi. Như vậy mà không vào, rất tiếc. Cơ hội rất tốt để thực hiện quả đá bôi thành công. Hà Đức Trinh có lẽ là cũng bị hồi hộp. Tuy nhiên không sao, thời gian vẫn còn rất nhiều. Và thực ra chúng ta vẫn đang thuận lợi. Tấn Sinh đá quả phạt đền quá hiền lành. Đến lúc này thủ môn Thái Lan Mong Gam Non đã thi đấu xuất sắc. Có thể là quả phạt đền sẽ được đá lại. Các trọng tài đang hội ý. Đúng là đá lại rồi. Sự thất vọng của Mong Gam Non. Đây là anh chàng Sasa Todic, huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Thái Lan cũng như U22 Thái Lan, anh chàng người Serbia. Mới đây tại sân Mỹ Đình đã cà khịa với ông Park Hang-seo, một hành động bất nhã. Có lẽ là nên đổi người đá và Tiến Linh sẽ là người hợp lý nhất. Tiến Linh và thủ môn Mong Gam Non, người đã chơi rất vững vàng cho đến điểm này của trận đấu. Chúng ta chờ đợi Tiến Linh ghi thêm một bàn thắng nữa để cũng có được 5 bàn thắng như Hà Đức Trinh. Tiến Linh và Mong Gam Non. Wow! Tỷ số đã sẽ bằng 2-2. 2-2 là tỷ số đủ để Việt Nam dẫn đầu bảng. Cầu thủ Việt Nam đã chơi kiên cường mặc dù có những sai số và bị dẫn trước 2 bàn. Phút thứ 72 Việt Nam đã gỡ hòa 2-2. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sướng quân viên đã hô rồi. Tỷ số vẫn là 2-1. Có thể khiến cho nhiều người hồi hộp. Tuy nhiên sướng quân viên trên sân đã hô rồi và thực sự là 2-2 rồi. Tiến Linh đã có được 5 bàn thắng bằng với Hà Đức Trinh. Hy vọng là từ lúc này Việt Nam sẽ thừa thắng xông lên để có trận thắng đầu tiên trước Thái Lan tại SEA Games. Không nói ra nhưng chúng ta cũng đều biết là ông Park Hang-seo cũng rất muốn có một chiến thắng trước đồng nghiệp Nishino. Và bây giờ thì Văn Toản đã không còn lập bập nữa rồi.
Ở hiệp 1, Tiến Linh đang ghi bàn thắng rất đúng thời điểm khi chúng ta đang lúng túng vì bị dẫn trước hai bàn. Và vừa rồi Tiến Linh đã thực hiện quả phạt đền rất lạnh lùng, gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. Chát trai là cầu thủ đá phạm lỗi và sau đó Việt Nam được hưởng quả penalty. Hà Đức Chinh. Đỗ Hùng Dũng. Thanh Thịnh. Bây giờ thì Thái Lan thực sự lúng túng rồi. Họ phần phải có hai bàn thắng nữa. Và nếu dâng lên thì sẽ lại là cơ hội để Việt Nam ghi thêm bàn thắng. Trọng Hoàng. Pha băng lên của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là người đã ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games. Bóng đá Việt Nam có 4 cầu thủ ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games là Trọng Hoàng, Lê Bình Đức, Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình. We are pleased to announce that the attendance today at the Pyongyang Football Stadium is 1,500. Supachai bị đau. Và chạm giữa Supachai và Đoàn Văn Hậu. Sự cổ vũ quên mình, không biết mệt của các cổ động viên. Phần lớn là những người đã di chuyển sang Philippines vào đêm qua. Đội Việt Nam vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Rất may là cùng một thời điểm Việt Nam có hai trung phong sung sức, Tiến Linh và Đức Chinh. Tiến Linh từng góp mặt từ giải U19 châu Á. Cuối năm 2016, giải đấu của Việt Nam đã lọt vào bán kết. Tuy nhiên đó là quãng thời gian Tiến Linh thường xuyên gặp phải chấn thương. Sarinkan. Đỗ Hùng Dũng. Subachok. Không chính xác. Ở đội tuyển Subachok nếu ngày đã phát huy được rất nhiều. Và có thể nói với ông Nishino thì trong màu áo đội U22, Subachok là một trong quân bài chủ chốt. Ngay trước thềm C30, Thái Lan đã không thể có sự phục vụ của Pania. Một tiền vệ chơi rất tốt, anh đã gặp phải chấn thương. Đoàn Văn Hậu. Tiến Linh. Hà Đức Chinh. Đỗ Hùng Dũng. Chuyền vào. Indonesia đang dẫn Lào với tỷ số 3-0. Thái Lan vừa thay người Supachai rời sân. City chốc vào sân. Đó là cầu thủ áo số 19.
cầu thủ mới vào sân City Chốc năm nay 20 tuổi, là thành viên của Chonburi. Không được. Trong những pha vừa phạt góc, cầu thủ Việt Nam thường xuyên có vị trí để tạo cầu nối. Pha bóng an toàn. Đỗ Hùng Dũng. City Chốc. Suba Chốc. Sarayut. Đức Chiến. Tiến Linh đã lùi về. Bóng đi vào sàng ngang. Pha dứt điểm của Uy Sarut. Phút thứ 81 của trận đấu, tỷ số 2 đều là đủ để Việt Nam dẫn đầu bảng. Với thực lực của Việt Nam lúc này và với tình thế hiện nay, chúng tôi vẫn muốn Việt Nam có một chiến thắng. Tấn Sinh đã kịp đánh chặn. Tiếp tục một pha đánh chặn. Thẻ vàng thứ 3 dành cho Thái Lan. Pha phạm lỗi của Chris Sara. Bóng đá Thái Lan trước đây từng có hậu vệ biên Chris Sara chơi bên cánh phải rất hay. Đó là giai đoạn Thái Lan có cặp hậu vệ biên xuất sắc, Chris Sara bên phải và Dusit ở bên trái. Tiến Linh và Đức Trình ngày hôm nay đã rất xông xáo. Họ là những vị trí luôn sẵn sàng va đập với hậu vệ đội bạn. Chuyền dài, Văn Toản đã mang lên chủ động. Văn Toản là thủ môn chơi chân tốt. Bàn thua đáng tiếc đầu tiên có lẽ là Văn Toản đã quá tự tin. Chúng ta vừa chứng kiến hình ảnh đặc trưng của các đội tuyển Việt Nam. Vuracic vào sân thay cho Wirasut. Không với tới bóng. Bóng được chuyền cho Sarayut. Đường chuyền của Đức Chiến. Đức Chiến vào sân đã chơi rất ổn ở vị trí tiền vệ trụ. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Phạt góc cho Việt Nam. Suvanat là người chạm bóng cuối cùng.
Bây giờ là Hoàng Đức đá phạt góc. Cầu vào trong, không vào. Phạt dứt điểm của Tấn Sinh. Các cầu thủ Việt Nam thường xuyên đá những quả phạt góc đưa bóng vào vị trí góc vuông 5m50 phía xa để có một cầu thủ làm cầu nối. Sarayut. Chi Tí Chốc. Phá bóng kịp thời. Ở các kỳ ASEAN đang tham dự U23 Thái Lan, thành tích tốt nhất là vào đến bán kết. Họ đã vào bán kết 2 lần. Với Việt Nam, thành tích tốt nhất cũng là bán kết ở ASEAN năm ngoái. Từ khi bóng đá SEA Games được đưa xuống cho đội U23, thì Thái Lan đã 7 lần vô địch SEA Games. Kỳ SEA Games đầu tiên U23 thi đấu là năm 2001. Thái Lan thắng chủ nhà Malaysia 1-0 ở chung kết với bàn thắng của thần đồng Thiraphat Winthotai. Ở trận đấu ngày hôm nay, Hoàng Đức đã phát huy được nhiều năng lực kỹ thuật của mình. Nếu trận đấu ngày hôm nay kết thúc với tỷ số hòa thì Park Seo và Nishino vẫn bất phân thắng bại trong 3 lần gặp nhau từ khi ông đến với Việt Nam. Ném biên cho Việt Nam. Khả năng bị loại của Thái Lan rất lớn. Thực ra điều này đã nhìn thấy trước từ lượt trận cách đây 2 ngày. Đến bây giờ, tên tuổi lớn nhất từng dẫn dắt bóng đá Thái Lan là Brian Robson, nguyên là đội trưởng đội tuyển Anh. Chi Tí Chốc. Trọng Hoàng phá bóng lên. Tiến Linh rất cố gắng tạo ra sự liên lạc. Đỗ Hùng Dũng. Tiến Linh đi vào trong. Đã rất mệt rồi. Thời điểm cuối trận. Đỗ Hùng Dũng không trúng đích. Trận đấu đang trôi về thời điểm cuối cùng. Lợi thế vô cùng lớn vẫn đang thuộc về đội Việt Nam. Cho đến trận đấu trước, khi mà Việt Nam vượt qua Singapore, thì ông Park Seo đã hoàn tất bộ sưu tập chiến thắng trước đối thủ Đông Nam Á
đã từng vô địch SEA Games và AFF Cup từ ngày bóng đá Việt Nam hội nhập, đã thắng tất cả những đội bóng đã lên ngôi vô địch hơn 20 năm qua. Thành Thịnh. Sarayut. Đá phạt cho Việt Nam. Bùi Tiến Dũng là cầu thủ cuối cùng vào sân thay người. Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Tiến Linh. Tiến Linh đã chính ngày hôm nay và đã có trận đấu xuất sắc. Bùi Tiến Dũng vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự. Pha xử lý của Đỗ Hùng Dũng. Hiệp 2 có đến 5 phút bù giờ. Đỗ Hùng Dũng đi bóng vào trong, rất nỗ lực. Bóng đã ra ngoài sân. Đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng. Và lại là kỳ SEA Games anh xuất hiện theo dạng tăng cường cầu thủ lớn tuổi. Xin tí chốc. Hiệp 2 này Việt Nam chơi rất an toàn. Đoàn Văn Hậu bỏ bóng. Chúng tôi vẫn muốn Việt Nam có một chiến thắng trước Thái Lan lần đầu tiên trong lần dự SEA Games. Tuy nhiên lúc này thì kỷ luật chiến thuật vẫn là điều quan trọng nhất để có thể có được thế trận chặt chẽ. Phút bù giờ thứ 3. Hoàng Đức. Ở trận đấu tại sân Mỹ Đình hồi tháng 3, Hoàng Đức đã ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới U23 Thái Lan. Cú đá chân trái thân sâu sau pha trả ngược lại của Quang Hải. Hồi tháng 3 thì Hà Đức Trinh, Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Trung là những người ghi bàn cho U23 Việt Nam vào lưới Thái Lan. Sarayut. Kết thúc mùa giải bóng đá Thái Lan năm 2019, đội bóng Buriram Chutit, đội bóng cũ của Lương Xuân Trường xếp thứ 2. Vô địch là đội Chiang Rai. Đứng thứ 3 là Cảng Thái Lan. Câu lạc bộ Muang Thong của Đặng Văn Lâm xếp thứ 5 Thái League 2019. Có thể trận đấu ngày hôm nay Việt Nam thêm một lần không thể thắng Thái Lan tại đấu trường SEA Games. Tuy nhiên phải nói là chúng ta đã đá trên chân, có thể nói như vậy. Ngoài trừ những sai số ở đầu trận thì Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và một lối chơi chủ động, trình độ cao hơn. Bóng đi không chính xác. Cú đá của Suvanat.
những giây cuối cùng của trận đấu. Đội Việt Nam dẫn đầu bảng sẽ gặp Campuchia, đối thủ của chúng ta chỉ một ngày nghỉ thôi. Nếu gặp Myanmar thì Myanmar vừa là đội mạnh hơn lại vừa có đến 5 ngày nghỉ. Đá phạt cho Thái Lan. Thái Lan trông chờ rất nhiều vào quả phạt này. Vorachit, cầu thủ vạt sân thành người. Đã là phút bù giờ thứ 6 rồi. Rất nát nót. Cú đá từ tuyến hay. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết, hai đều là tỷ số cuối cùng.